hai cái món thửa mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các anh chị cô chú à, đầu tiên là cái đẳng sâm này à, và tiếp theo là cái sâm cao đỏ thì đây toàn là hàng chọn hết sâm à, đẳng sâm này hôm nay mình chọn được toàn hàng to thôi nó khoảng cỡ 10 cân à, một cái củ đẳng sâm khi mà mình rửa đi thì cái nó sẽ trắng như thế này đó. trắng theo kiểu màu của củ cải nhưng mà đây nó là dòng sâm và sâm này là sâm rừng của Điện Biên là chúng ta lên bình cực kỳ đẹp cái sâm đẳng sâm này thì nó có cái tác dụng là giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt nó là thuộc là một trong những cái dòng dòng sâm khá là khá là tốt và khi mà nghĩa là nó là một cái vị ở trong những cái thang thuốc bắc mà rất là nhiều các thầy thuốc ở Việt Nam chúng ta sử dụng Đó. thì cái đẳng sâm mọi người có thể tìm hiểu ở trên mạng và đây là cái loại sâm khá là già nhiều tuổi có cái hình thức khá là to hôm nay mình mới chọn được hàng to như thế này còn bình thường thì nó khá là nhỏ nó chỉ bằng ngón tay cái to lắm chỉ còn bằng ngón tay cái này thôi đó thì ở đây mình có 10 cân à, giá là 120.000 đồng một cân anh chị cô chú nào có nhu cầu về đẳng sâm chúng ta ngâm tết nên một cái bình cực kỳ đẹp mọi người nhìn một cái củ sâm như thế này mọi người có thể biết được lên bình nó khá là đẹp đó nhưng củ như thế này thì khá là to này rửa đi nó sẽ trắng như thế này nhá 120.000 một cân mình chỉ có 10 cân này thôi đó và tiếp theo là cái sâm cao đỏ sâm cao đỏ này thì mình cũng chọn được cỡ hai cân thì toàn là hàng to thôi rửa đi thì nó sẽ đỏ như thế này còn còn có đất thì nó sẽ như giống như thế này đó thì cái này cũng 120.000 một cân à, anh chị cô chú nào có nhu cầu về một hai một trong hai cái này hoặc là cả hai thì có thể liên hệ mình xâm ừ. này cực kỳ to to lắm luôn cái này mình nấu canh ăn cũng được này Đó. to không rất to đó, thì anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình nhé Số điện thoại ở đây 0974010585 hoặc là 0947010585 Zalo cả hai số đó luôn mình sẽ để giá ở phần dưới mô tả Ok, xin kính chào các anh chị, chị cô chú